Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem. Người dẫn đầu các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy ra cho mình. Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp vào các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án sự tự người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhào báng người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. 3 ngày sau, người sẽ sống lại. 2 người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-xu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho 2 anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Đức Giê-xu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giê-xu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: Anh em biết những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm người đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ghế tượng trưng cho địa vị, quyền lực và quyền lợi, nên ghế là nỗi ám ảnh của nhiều người. Ghế trưởng phòng, ghế giám đốc, ghế đại biểu, tất cả nỗ lực dồn vào việc có một ghế, sau đó là giữ ghế hay tìm cách lên ghế cao hơn. Ngay cả những người đã bỏ mọi sự để theo Chúa cũng bị ám ảnh bởi những chiếc ghế danh dự. Chính lúc Đức Giê-xu nói đến cái chết gần kề của mình, thì Gio-an và Gia-cô-bê lại nghĩ đến chiếc ghế, nên họ đã xin mình được ngồi bên hữu hay bên tả với Chúa. Có vẻ họ không bắt được tần số của Thầy mình thanh tẩy mình khỏi tội lỗi không khó lắm, nhưng thanh tẩy mình khỏi nhân đức và công trạng của mình thì khó hơn bội phần. 2 môn đệ đã từ bỏ những điều rất cao quý, nhưng bây giờ lại muốn kiếm chút lợi lộc từ chính sự từ bỏ và phục vụ của mình. Họ dám lên tiếng đòi Đức Giê-xu: Chúng con muốn Thầy làm cho chúng con điều chúng con xin. Thái độ bực tức của người môn đệ còn lại có thể bắt nguồn từ một sự ganh tị ngấm ngầm. Nhiều môn đệ cũng ước ao như 2 môn đệ kia là có một cái ghế bên tạ và bên hữu Thầy. Đức Giê-xu kéo 2 ông ra khỏi tham vọng và đam mê để đưa họ trở về thực tại, gai góc sắp đến. Họ muốn được chung phần với người trong vinh quang, nhưng liệu họ có dám chịu phần với Ngài trong đau khổ? Uống được chén đắng Thầy sắp uống, chịu chung phép rửa Thầy sắp chịu, là chấp nhận bị dìm sâu xuống dòng đau khổ của cuộc đời hay không? Thật ra, được ngồi 2 bên tả hữu Thầy trong vinh quang đâu phải là phần thưởng để trả công cho người bền chí. Trung tín theo Chúa đến cùng đã là phần thưởng rồi.
Chúng ta không dự đạo để đòi một chỗ cao, nhưng mong ước được ban một chỗ, một không gian ở bên Thiên Chúa. Người đứng đầu, người làm lớn, người có quyền thường dễ có thái độ thống trị, áp đặt, hống hách với người khác. Chức vụ và quyền lực trở thành phương tiện phục vụ bản thân hơn là phục vụ tha nhân. Đó là lối lãnh đạo dễ thấy nơi người đời. Đức Giê-xu không chấp nhận chuyện đó nơi hội thánh. Nơi anh em thì không như vậy. Ngài đề xướng một lối lãnh đạo mới. Ai muốn làm lớn, làm đầu trong hội thánh phải trở nên đầy tớ và nô lệ cho mọi người. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta làm một cuộc cách mạng lớn, không phải chỉ là đội ngôi mà là đội lòng, tận diệt trong tim những tham vọng ăn trên ngồi trước. Đức Giê-xu không ủng hộ một xã hội hay giáo hội vô tổ chức, nhưng Ngài muốn người lãnh đạo phải sống khiêm nhường và phục vụ tha nhân. Phục vụ là động từ tóm kết toàn bộ cuộc đời Đức Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến trần gian để phục vụ, sống như người phục vụ và chết như dấu chứng lớn nhất của việc phục vụ trong yêu thương. Xin Chúa dạy chúng con biết học nơi Chúa bài học cao quý này, để chúng con biết hết mình phục vụ tha nhân. Amen.